1, 2, 3, 4. Chào các bác nhá, anh em chúng em lại đang chuẩn bị những hàng đi lên lần này thì đi lên Hà Giang, thành phố Hà Giang để lắp cho anh Nhẫn bộ dàn karaoke, và chúng ta sẽ cùng ra đây. Anh em kỹ thuật thì đang set up và đang chuẩn bị hàng. Hàng thì tất nhiên chúng em sẽ set up sẵn rồi, và bây giờ đang trong cái công đoạn chàng hàng để trước khi đi. Lần này thì đi đường đèo nên là nó sẽ ngoằn ngoèo, cũng như là đường dốc nó khó đi nên phải trang rất là cẩn thận. Cũng rất là vui vì được lên tận Hà Giang để giao lưu cùng anh Nhẫn. Với đường đèo đi rất là khó đi nên anh em cùng em đều phải đi rất là cẩn thận. Cử gọi là kỹ sư Thiện là một tay lái rất là cứng của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em, gọi là lái già luôn. Và chúng ta sẽ cùng lên đường nhá, cùng theo chân anh em chúng em đi lắp bộ dàn karaoke ngày hôm nay trên thành phố Hà Giang các bác nhá. Mời chúng ta cùng lên đường. Ba anh em chúng em hôm nay lại lên nhà anh Nhàn ở Hà Giang, cao tốc ra sân bay Nội Bài, đây là đường cao tốc rất đẹp. Đây là thị xã Phú Thọ, anh em chúng em dừng chân đây ăn cơm đã, xong rồi tí nữa lại đi tiếp. Đấy. Bác vây dẻo quá. Vây lại cho em xem nào. Đấy. Vây dẻo chưa? Vây xe dẻo chưa? Đấy. Kia là lên quốc lộ, kia là ra đầu Tuyên Quang rồi. Đi ăn cơm đã. À, trong này hình như là có mít à? Cơm, để anh đi chợ đi. Anh xem có mít này, ai bán này chị? Chị bán à? Mít nhà mình luôn à? Mít mít dai hay mít mật? Đây là của mít dai, kia của mít dai, còn đây ha, còn mít mật này. Mít bán thế nào? Bán 12 cân. Một quả này bao nhiêu cân? Ủa thế à? Khoảng bao nhiêu tiền? Cân cho em quả này xem nào nhé. Quả này ngon. Ừ. Nhưng mà chín chưa đấy. Mai về một cái kia về ăn. Em quả. Ui giời, 10 cân cả. 9 cân. 9 cân à? 100 nghìn. Ăn không? Chỉ lấy cho tí mít thì gỡ trong nhà. Có, thế thì cho em ăn thử tí. Cho em cái túi mang về nha. Vâng ạ, vâng ạ. Đây em ngồi em ăn cơm luôn. Và đây gọi cơm. Anh Thiện đi chợ đi. Anh đi chợ đi. Cháu ba người, ba suất. Cái này là cái gì, cá kho à? Cá kho thịt nhá. Cho cháu cái một đĩa này, ba người ăn. Gì đây? Cá kho thịt này. Rau này. Không, rau này. À, rau người gọi à? Rau cà. Mấy lại cơm canh nhé. Thế rồi. Anh ăn canh cà chua không? Chua không? Có. Anh chua đi. Ok. Đơn giản thôi. Thịt kho. Trứng. Mấy lại cơm canh. Rồi. Vừa rồi đã dừng chân ăn cơm xong rồi, anh em chúng em lại tiếp tục lên đường. À, từ giờ lên đây, lên trên Hà Giang thì còn khá là xa. Và ra kia là cao tốc rồi. À, bây giờ là cao tốc Tuyên Quang. Đến đây lên Hà Giang chắc phải tầm 4 tiếng nữa, hơn 4 tiếng nữa. Thôi, chúng ta cùng lên đường thôi. Xin chào các bác, anh em chúng em có mặt tại thành phố Hà Giang. Một cái không gian này rất là đẹp. Đây là gọi là km số 0 ở thành phố Hà Giang. Ở đây có thể nói là chỗ mà sầm uất nhất, đẹp nhất thành phố Hà Giang. Kia là khu vực tượng đài. Ở đây là khu sân khấu biểu diễn ca nhạc mùa hè yêu thương cho các cháu. Và đây chính là cái phố đi bộ Nguyễn Trãi. Khu này thì rất nhiều các khách du lịch cũng đi qua đây. Và đây là km số 0, cái cột mốc km số 0 Hà Giang, chúng ta cùng qua đây.
và tham quan và làm một vài cảnh chụp kỷ niệm. Đấy, cái này thì là cái một cái cột mốc mà nhiều người hay đến đây check in, và đây cũng có khách du lịch đây, khách Tây đây. Đấy, đây là km số 0 Hà Giang. Đấy, Hà Giang từ Hà Nội tức là lên đến đây là 320 km, và chúng em đi từ trưa đến bây giờ mới đến nơi, tức là bây giờ sẽ là tầm 5 giờ hơn rồi, 5:10 mới được đến nơi. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ, một cái không gian rất là thoáng đãng, nhiều cây cối, nhiều cây xanh. Và đây rất nhiều chị em ra đây check in chụp chẹt kia xe hàng của chúng em kia. Đây, con bán tải này cũng đã đồng hành cùng chúng em rất là nhiều hành trình rồi, và còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ đi vào nhà anh Nhẫn ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Chúng ta sẽ cùng lên đường đi luôn các bác nhá, hôm nay muộn mất rồi. Đây là khu chợ Đồng Văn. À đâu, chợ Hà Giang. À xin lỗi, đây là cái khu chợ Hà Giang, nó rất nhiều bà con bán những cái gọi là nông sản đặc sản của vùng miền, bắp cải, su hào, súp lơ, rồi thăng long, gì đây, ớt nữa, chuối nữa, na nữa, rất nhiều thứ, là măng nữa, lạc nữa, nhãn, không thiếu cái gì cả, nói chung là đây gọi là thu thành phố rồi, rất sầm uất. Đang quay lại này, anh đang bên tay trái đúng không? Quay lại này. Anh mặc áo gì nhỉ? Lùi lại được anh bảo, anh bảo lùi lại được, không phải quay xe. Bây giờ bắt tay anh đã. Em chào anh. Anh vì quý chú mà anh lấy. Vâng, em cảm ơn anh. Lulu vẫn đậu ở đây luôn để sang bên nhà. Đâu nhà mình đâu anh? Nhà kia. Rồi đậu đấy được mà. Được rồi. Ok. Biết bọn em cách đây khoảng tầm lâu lâu rồi anh. 3-4 năm chưa? Vâng. Lâu lâu ấy, từ ngày mà chú mới kinh doanh ấy. Và đây tham quan không gian nhà anh Nhẫn. Đẹp thế nhỉ? Đây vô nước. Đây là toàn bộ gỗ lũa đấy hả anh? Lũa em ạ. Anh sưu tầm cái này hả? Cái này anh hay thích, anh chơi anh mua về anh để. Thế à? Ngồi uống nước anh phạm chào. Chỗ này là cũng hơi bị ấy nhỉ. Uống trà đá hay uống nước gì em nhỉ? Ồ, cứ nước gì cũng được anh ạ. Cứ nước cũng bình thường cũng được. Anh cứ pha trà đá uống nhá. Vâng ạ, cái gì cũng được ạ. Cứ bình dân thôi anh ạ. Đây, nhìn bộ bàn ghế của anh chất chưa? Nè. Bây giờ đầu tiên em đi gặp cái bộ bàn ghế như này. Nó có cái hoa văn kiểu gì đấy mà nó không có giống như bình thường, gỗ bình thường. Không dành về gỗ, không biết. Đây này. Tí nữa hỏi anh Nhẫn xem. À, rất độc đáo. Đây. Anh em vô uống nước. Ô, đây con trai anh hả? Đây là cháu. À cháu. Cháu con em gì hay em bố nó đi nước ngoài nó lên ở cùng anh. Đơn gái nhỏ của cố này, còn hai đứa mấy đứa trẻ con. Đây bạn này bạn út nhà anh hả? Con út đây này. Đây hả? Ồ. Hello con gái. Thế chị có nhà không anh? Có, vợ đang làm cơm. À thế ạ? Nó làm cơm mấy khi ôi lên rồi, để làm chơi sơ thôi nhá. Chị chú đáo thôi, tại chú đáo là quá. Cứ bình thường thôi anh ạ. Bình thường, cứ giao lưu. Dân dã thôi. Còn cái bộ này là của anh là bộ gì đấy em xem. Kenwood à? Kenwood, anh mua cả cái bộ hát của Mạnh Hùng ấy. À. Xong anh vừa mới xong. Anh cái này mua lâu chưa? Cái này cũng mua lâu lâu rồi đấy. Làm thớt của Kenwood, cái này chỉ nghe nhạc thôi nhỉ? Cái này thì mua từ cái hôm mà mua trước cái hôm mà anh gửi tin nhắn mua một cái châm của em mà ngày xưa ấy. À. Cái này nó màng đã bảo đã gân này đã phải thay chưa? Chắc không biết anh mua của người ta vậy, anh nghe từ bao nhiêu năm nay vậy không động đến đâu. Tại vì cái này thường thường để một thời gian nó sẽ bị oxy hóa. Này. Cái màng cái này nghe nhạc hay lắm. Nhà này nhà mình hay nhà ai? Nhà ba đồng tiếng. Tiếc là không hát cao kê được. Ơi. Bộ bàn ghế rất đẹp. Gỗ dày chưa? Anh cái bộ hát kia anh cho rồi. Của nó nghe ổn định đấy. Mua cũng lâu rồi nhỉ? Mua lâu rồi. Vâng. Ngày xưa là còn bộ trước là bộ Kali. Ngày xưa anh mới lên đây anh mua bộ Kali anh cũng cho rồi. Nó nằm. Sau cái sắm cái loại này. Vâng. Có phải là mình có điều kiện thay đổi trải nghiệm, nâng cao cái trải nghiệm. Anh cứ tối buồn anh này mà hay nghe. Vâng. Với buổi sáng sớm. Với chiều anh đi lái xe về rồi anh hay buồn anh ngồi anh nghe. À, anh chỉ đi giao hàng cho giao hàng xong rồi mình về thôi. Xong về thôi. Vâng. Cũng chỉ giao quanh khu vực này thôi đúng không? Khu vực thành phố này thôi. Thành phố này thôi. Thế nó nhàn nhỉ? Không phải chạy xa quá. Không. Thì anh là thấy cây kia cây Hunter thì để hai bên này thì đẹp hơn. Đẹp đúng không? Còn cây bây giờ mà muốn lấy cây V22 á thì lại phải đóng hai cái chân.
chân thì thợ mộc bên này. Thôi lấy Hunter nhá. Ừ, lấy cho Hunter vô thử nghe coi nó thế nào. Nó được. Mà không ổn thì ta lấy cái AV. Được ạ. Đây, thì em đang tính ở chỗ này trong góc này của anh để một cái được. Ờ, một đẹp. Cái. Đấy bên này một cái, anh chưa ở chỗ ấy. Ờ, à, đây, chỗ này để một cái cây, đây này một cái nữa này. Đấy. Thế là đẹp luôn này. Mãi bữa là anh để cái đồ lò hát nên là ở dậy này dài này hết, anh đẩy cái tủ này xích vô cho này vô đây. Là nối nó bằng nhau. Xong bây giờ anh muốn để vậy thì anh lại bỏ cái tủ này ra, bỏ cái đồ này ra thì mai mốt anh gửi cái này về cho ông già nghe. À à rồi, ok. Gửi cái này cho ông già nghe, anh chỉ nghe chuyên cái bộ của chú thôi. Đúng rồi. Không được vướng nhà. Ừ. Em tháo cái dây cho anh hộ. Em tháo dây nhá. Cho hai cái loa hai cho hai bên này thôi là được. Để tạm đây cho nó khỏi vướng cái đà lấy trộm. Cái bộ này anh mua có nhiều tiền không? Cái này là anh trước anh mua của Mạnh Hùng là riêng cái bộ này là 14 triệu. 14 triệu á? Ừ. Rẻ chứ nhỉ? 14 triệu. Cả bộ luôn hả? Không, cả cái dàn hát này thôi. Còn cả bộ kia lại riêng, bộ nghe này thôi. Bộ đấy. Kia thì riêng, bộ mua thành hai lần. À. Để cho anh. Đi anh em hạ loa xuống chưa triển khai đi. Anh em hạ loa xuống triển khai đi. Ừ, đi. Nó khoảng bao nhiêu mét, bao nhiêu cm này anh nhỉ? Cái đó anh để là gần 50 phân. 50 phân á? Gần 50 phân, chít chít 50 phân. Cái này 46 là đẹp ạ, 46 là vừa. Cứ thể để bên này trước còn nó lọt không là bên kia lọt. Vâng. Không được, mình đẩy qua một tí. Ừ, con gái có thích hát không? Ừ. Con tên là gì? Chú hỏi con này. Hả? Chú hỏi con trả lời đàng hoàng. Như ý á, ôi tên đẹp thế nhỉ? Nói về đầy đủ thế chứ là không, con nói đủ đầy đủ nhỉ? Thế con bao nhiêu tuổi? Tên đủ đủ con là tên gì? Con 4 tuổi à? Nha, yeah. Con biết hát bài nào chưa? Chưa á? Trên lớp cô giáo không dạy hát à? Có dạy hát á? Nhưng mà không hát được bài nào à? Hát bốc phét đúng không? Hát bốc phét. Hát không hay. Thế con biết nhảy không? Biết múa biết nhảy không? Không biết nhảy không biết múa à? Thế con thích cái gì nhất? Con thích cái gì nhất? Không thích cái gì nhất á? Mẹ thích hát thôi. Ai? Thích hát thôi á? À. Thích hát nhưng mà chưa biết hát. Bà. Dạ. Nhà sửa xe Mạnh Hùng ấy. Cái đôi kia là anh nghe hay lắm. Anh thích anh với sau anh với thấy nó bán thì anh mới biết, anh mới nhớ ra chú, anh mới sao mà chú anh tìm hiểu. Thì anh mới thấy đúng chú ngày xưa rồi là anh mới quay anh chú anh mua chứ không anh không nhớ chú là anh. À thế à? Là anh mua bên kia. Thế xin tỏ nó có duyên không? Là anh thích chú là anh lại hoạn bên kia lại. Vâng. Tại vì mới đầu là tìm hiểu bên kia, tại vì nhà kia nó mua. Anh thấy nó hay. Vì sau anh bỏ chết rồi cũng dùng hai chữ khoa. Cũng đôi này. Không, AV ngoài kia. AV à? VA. Chứ mà nó ghép đầy rơi. Đầy rơi. Chứ không có liền của mình. Bên em thì nó có cái bản đầy liền văng 3 kênh. Chú bán hàng có duyên từ ngày xưa rồi. Từ cái thời mà chú ngồi ở nhà bán cái thứ loa chép loa các thứ gây mic các thứ ấy. Thế thì lâu lắm rồi nhỉ? Cái thời mới đầu tiên ấy. À. Với người con gái cứ ngồi live stream ở thời mới mở cửa hàng ấy. Thì cách đây khoảng tầm 4 năm rồi đúng không? 4 5 năm rồi đấy. Lâu lâu ấy, thời chú mới mở hàng là anh đã biết rồi. Chú vẫn thế không thấy già đi tí nào. Hát nhiều anh ạ, hát nhiều nghe nhạc nhiều nên trẻ lâu. Ừ. Ăn cơm ở đâu? Ăn cơm ở đây, ăn cơm ở đâu? Ăn cơm cùng bố mẹ như ăn đâu? Ý là nó hỏi là hồi mấy chú ăn cơm ở đâu? À. Bảo ăn cơm ở nhà mình. Chú ăn đâu cũng được hả? Đây là thật nhá. Đây là đây là tạt luôn nha, thử đặt đây có nó lọt không cái nào? Ê, con này đi ra chứ đi nào. Từ từ xem nào thầy, nghĩ cách để chứ cô kẹp tay hay không? Không, em bên em rồi. Từ từ xem. Để mình đợi bên này cho. Không rồi, anh bỏ tay, anh bỏ tay. Bỏ tay ra. Vừa đẹp nhỉ? Đúng. Vừa lọt đấy. Vừa khít đấy. Thừa mỗi bên xuống chưa đâu anh. Chân bên này thì chưa rồi. Đẹp đấy. Vừa xinh. Thế hay bây giờ cứ đấu để chơi. Cứ nhá. Đấu để chơi cái đã. Xong rồi mình sắp xếp xong. Mình sắp xếp xong. Hải lên cho Hải chỉ đạo dê anh ấy một tí thôi. Bảo nó xem em thằng thơ. Hải nhà đâu hết đó. Chị đi sang hát à chị? Đó, tối sang hát luôn, tết luôn. Tí nữa luôn. Cho dê đây bà nha. Cứ đi ô tô của em không? Thôi. Đây nha. Đối hát đây. À, có cần dao nữa không? À, quên, thế em mượn cho dao. Khoa là bán hàng là có duyên đấy. Dạ.
ai cũng thích khoa thôi. Em cứ thích ngay phút bắt đầu. Ở giữa anh chân chất trong hốc à? Cái... hơn hả? Ừ. Đẹp hơn xem trong ảnh. Khi ảnh nó không được màu sắc, không được thật lắm. Ừ. Cái đợt mà mới ra online đầu tiên nó không có hai cái tem bên này, cái căng của nó nhỏ nó không đẹp. Bản demo. Ờ, bản demo xấu. Rồi sau thì nó mới hoàn thiện dần. Nó hoàn thiện mới đẹp. Cái bản là cái mà em quay video là cái loa đầu tiên. À đúng rồi. Gọi là giống kiểu xe VinFast mà chạy thử ấy. Đúng rồi. Nó chưa được hoàn thiện. Thấy thế bây giờ có vẻ đẹp hơn. Giờ làm chẳng có gì để chơi cả. Cả về âm thanh, cả về ngoại hình. Đẹp lắm. Nhà anh là nhiều đồ gỗ nên đặt cái đồ nào nó sang. Thì sang trọng. Anh lại thích cái đồ màu gỗ. Vâng. Ở quê nhà anh cũng chơi đồ gỗ. Thế à? Ừ. Qua thế mình ăn nhanh. Đấy, hôm qua em bảo anh em về Nghệ An. Xong sáng nay hướng anh phải... Chưa xong này lại chuyển xe lại đi lên với anh luôn. Vâng. Thế mà không gây với là lạ. Ăn uống thất thường anh ạ. Bao rằng đồng cha vẫn không
đang cài cả mic, đang phỏng vấn, đây là ca sĩ, phải phỏng vấn tí. Đến từ là Nghệ An đúng không? Mẹ mỏng. Từ miền Trung. Có một ngày sẽ một ngày chinh chiến ta. Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim em. Mặt mình không ạ? Ngon không ạ? Vâng, cảm nhận thật hay, bọn em mới về nhá. Vâng. Nhưng từng nhóm tội nghiệp quá không vậy? Đúng rồi, em bán là xin cảm nhận của các bác để cho nó trung thực, cho nó khách quan.
để cho những người khác họ muốn mua thì họ dựa vào nhận xét của bác là người trực tiếp hát thử ấy. Là đúng theo với cái chất giọng của anh ấy. Nó hay không? Ừ, tức là nó nghe nó ấm áp và nó đúng theo chất giọng của mình. À. Đấy nó thật. Nó thật. Nó thật. Nó có dễ hát không anh? Dễ hát. Với cô hút có nhẹ không? Nhẹ nhàng nó mà thu hút cái đầu hút của nó sâu hơn. Nó dễ hát hả? Nó dễ hát. Nó ngọt ngào đúng không? Đấy. Anh hát không bị mệt. Đấy. Bộ này là trong phòng khách tâm của nó chuẩn. Đúng rồi. Uống đề nghị là uống bia, uống rượu để mang nào. Chắc là theo cái phòng khách nhà mình. Uống bia cái rượu nha. Nhưng mà vừa rồi nghe chất nhạc, nghe có được không anh? Tức là ngoài hát rồi thì anh nghe chất nhạc, cái tiếng nhạc được không? Tiếng nhạc của nó là em theo như anh hát em chỉnh cái này là anh cảm giác cái giọng của anh cảm giác là nó thật với cái giọng của mình. À. Và cái nhạc là nó cũng vừa tầm. Nó vừa tầm. Có nghĩa là anh thích kiểu này như này. Tức là nó tức là mình hát cái giọng của mình với cái nhạc nó không bị biên loạn mà nó tách nó tách hẳn ra đúng không? Cảm thấy mình nghe nó cảm thấy nó sướng. Đúng rồi đấy. Càng hát nó càng sướng đúng không? Đấy, ý nhiên. Cảm nhận rất chính xác. Rất là cảm ơn anh Nhất. Rồi, anh cảm ơn cho em một vài cái cảm nhận khi mà anh em chúng em đến đây nắp của này cho anh thì anh thấy rằng nói chung là phải hôi phải phê rượu thì anh mới cảm nhận nói gì thì nói, bây giờ đang bình tĩnh để ta xuống ta giao lưu với đảng. Xong rồi có rượu ta mới nói chuyện nó mới chuẩn được. Không, ít nhất là về cảm nhận chung ban đầu. Nghe cái này là nghe nó ngọt hơn thằng AV. À. Nhưng mà anh thấy hài lòng của anh chưa? Hài lòng em. Ừ. Cái màu hình thức màu của sắc, nó là màu sắc là đẹp, thiết kế cách phục vụ của chú là anh sướng. À. Anh vì sướng chú em mới lấy thôi chứ không là anh lấy ở nhà kia rồi. Vì là anh với chú là có duyên nợ từ kiếp trước rồi. Có duyên nợ. Duyên nợ từ kiếp trước rồi. Là với lấy của chú đấy. Đặt ông tính đặt ông kia rồi sau tự nhiên nhòm thấy chú, chú bán cái này à, về sau mới là quay lại hoạn nhà kia. Đúng là có duyên với nhau. Có duyên thấy chú lại chim với phát hiện nhà mặt quen. Cái đó là mới lấy của chú. Biết nhau rồi, thôi anh em nè. Thôi mấy khi xuống đây thì nhà anh có chén rượu nhạt nhá. Anh tiếp đón chú đáo quá đây. Ngồi đây. Đã gọi là đón tiếp chúng em rất nhiệt tình. Mà đây có cả các anh em và cả quanh hàng xóm đây nữa. Nên là em thay mặt cho anh em công ty Hoàng Long rất là đầu tiên là cảm ơn anh Nhẫn trước á. Xong kính chúc các anh thật là nhiều sức khỏe. Và mong sao anh em có duyên mà lại gặp nhau trên này lần nữa thì là cái điều rất là tuyệt vời chúng em. Nhưng mà đầu tiên phải thông qua anh Nhẫn đã. Rất là cảm ơn anh Nhẫn. Em xin phép là có cái lời mời là chúc các anh dù ít dù nhiều nhá, ai uống được bao nhiêu uống vậy. Đúng rồi. Xin phép gọi là ta toàn người nhà. Vâng. Cái kia hộ không phát. Anh em chúng ta nâng ly một tí nhá. Nâng ly tí nhá. Và hô một tí nhá, anh cuộn ca đi, anh nhân cuộn ca nhá. Hôm nay có cái thằng giao thông nó hô với hay rồi. Nào, một, hai, ba. Nào, đứng lại nhá, đứng lại nhá. Đứng lại nào. Một, hai, ba. Rượu. Hai, ba. Rượu. Hai, ba. Uống. Đi 100% nhá. 100%.